Bạn đã quay trở lại với shop bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net ạ. Hôm nay săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng một bộ nồi chảo chị Mark XP của Elmix nha. Sản phẩm này được sản xuất bằng inox này, thân đúc đáy liền, bao gồm hai nồi và một chảo chống dính. Đó, thân đúc đáy liền là cái phần đáy này của nó không có viền đáy, không bo viền đáy nên nó rất là bền và sẽ không bị đọng nước theo thời gian nha. Bên trong chảo chống dính được phủ bởi men chống dính Whitfop ạ. Nhập khẩu từ Mỹ nên khá là tốt, an toàn cho sức khỏe. Đây là sản phẩm của Elmix, thương hiệu gia dụng đến từ châu Âu nha. Chảo này có size 26, một cái quánh size 16 nha. Nắp của nó là vuông kính cường lực rất là đẹp, có gắn logo của Elmix. Thân đúc đáy liền là dòng sản phẩm cao cấp nhất của inox bây giờ ạ. Đây là cái công nghệ cao cấp nhất, với thành và đáy dày như nhau nên là tăng lên cái độ ngon của thực phẩm khi chín nhé. Nó sẽ chín đều luôn. Và cái phần này nó thiết kế cái chỗ thoát hơi khá là xịn sò này. Đó, núm này. Và đây là nồi 20, nồi 23 lít. Hàng này là hàng thân đúc đáy liền nên khá là nặng nhá. Inox 304 xịn đẹp của Elmix ạ. Hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net ạ. Bộ này đang có giá sale, siêu là tốt nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.